cách để thay đổi skin trong Minecraft PE. Một trong những cách phổ biến nhất để tùy biến game Minecraft là thay đổi skin vẻ ngoài của nhân vật mà người chơi sở hữu. Nếu muốn thay đổi skin mà không cần jailbreak máy hay dùng ứng dụng Block Launcher, bạn cần có Minecraft PE 0.11.0 trở lên. Phương pháp 1 đối với thiết bị iOS. Một tải Minecraft PE 0.11.x cộng 2. Tải ứng dụng nhằm thay đổi skin Minecraft PE 3. Mở ứng dụng, tìm kiếm skin mà bạn yêu thích, sau đó nhấp Wear Skin 4. Chỉ thế thôi, thao tác mà bạn cần thực hiện hết sức đơn giản nhờ có tính năng hỗ trợ cho skin được tích hợp sẵn Phương pháp 2 Đối với thiết bị Android 1. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Minecraft PE 0.11.x+. 2. Tìm kiếm skin for minecraft trên Google Play rồi nhấp vào một ứng dụng mà bạn tìm thấy. 3. Cài đặt và mở ứng dụng. 4. Nhấp vào hình ảnh skin mà bạn cảm thấy ưng ý nhất. 5. Nhấp vào nút download skin. 6. Mở game Minecraft và bạn sẽ thấy rằng skin của nhân vật đã được thay đổi lời khuyên bản cập nhật mới ra mắt giúp bạn thay đổi skin dễ dàng hơn